À, xin chào quý vị trở lại với chương trình trực diện TV. Thì trở lại cái vấn đề điểm nóng về bãi Tư Chính cũng như là cái vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Thì trong thời gian vừa qua chúng ta thấy phía Trung Quốc liên tục có những cái động thái gây sức ép ngày một nặng nề hơn về phía Việt Nam. Và càng lúc càng ngang ngược cũng như là có những cái tuyên bố hết sức là mạnh mẽ và mang tính chất công khai hơn để mà thể hiện cái việc mà muốn tranh chấp, thậm chí là muốn cướp cái vùng đặc quyền kinh tế này và cướp luôn những cái tài nguyên trên đó. Thì cụ thể là ngày 18 tháng 9 vừa qua đó, ông phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc là Cảnh Sản đã tuyên bố là phía Trung Quốc có cái chủ quyền hoàn toàn trên cái vùng quần đảo Trường Sa cũng như là cái vùng mà nước ở bãi Tư Chính và những cái vùng lân cận. Tức nghĩa là phía Trung Quốc muốn giành lấy theo cái vùng mà họ vẽ cái đường chính đoạn đó, cái vùng mà gọi là cái đường lưỡi bò. Và ông ta đề cập cái vấn đề này khi mà các phóng viên hỏi về cái việc mà phản ứng của Bắc Kinh như thế nào khi mà phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Việt Nam, bà Lê Thị Thu Hằng nói rằng Trung Quốc vi phạm cái vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam khi mà đưa cái tàu Hải Dương 8 và những cái tàu hộ tống vào gần khu vực bãi Tư Chính. Thì người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc là Cảnh Sản đã tuyên bố cụ thể như sau, là kể từ tháng 5 năm nay là phía Việt Nam đã đơn phương thực hiện việc khoan tìm khí đốt ở vùng nước bãi Tư Chính của Trung Quốc. Điều này đã vi phạm nghiêm trọng quyền và lợi ích của Trung Quốc. Nó cũng vi phạm cái thỏa thuận song phương về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển giữa Trung Quốc và Việt Nam. Điều 5 của tuyên bố chung của các bên ở Biển Đông, tức là DOC, và các điều khoản liên quan trong cái UNCLOS, tức là trong cái công ước về luật biển của Liên Hợp Quốc á, Việt Nam nên ngay lập tức dừng các hoạt động vi phạm đơn phương để lập sự yên tĩnh tại vùng nước liên quan. Do Trung Quốc cũng khẳng định là trong thời gian vừa qua là các hoạt động của phía Trung Quốc là hoàn toàn hợp pháp và nó không thể tranh cãi, và yêu cầu phía Việt Nam cần nên phải đàm phán cũng như là giải quyết những cái sự xung đột này thông qua các cái biện pháp hữu nghị hòa bình. Thì chúng ta thấy trong cái quy định của UNCLOS năm 1982 về cái công ước biển, thì phía Việt Nam, cái vùng bãi Tư Chính là nằm trong cái vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, tức là 200 hải lý tính từ cái đường cơ sở. Thì chúng ta thấy là Việt Nam có những cái vùng biển tiếp giáp với rất là nhiều nước, trong đó có cả với Trung Quốc nằm ở phía Bắc, tức là vùng Vịnh Bắc Bộ, cũng như là về Indonesia hay là Mã Lai, ở dưới này là chúng ta thấy có Thái Lan, thậm chí có một phần của Campuchia. Tuy nhiên trong thời gian trước đó chúng ta có những cái đàm phán về đối với những cái nước mà họ có những cái vùng tiếp giáp, thì giữa Việt Nam và Trung Quốc cũng có những cái hiệp định về cái việc phân chia đường lãnh thổ trên biển, và rõ ràng là Việt Nam với Trung Quốc đã ký kết được về cái phần đó mà nằm ở phía Bắc thôi, ở phía cái vùng gọi là Vịnh Bắc Bộ. Và ở phía Nam thì chúng ta cũng có ký được những cái hiệp định đối với những cái nước mà có cái vùng biển tiếp giáp. Chỉ riêng trong cái trường hợp mà của Malaysia thì trước khi mà có những cái sự mà thương lượng á, thì Việt Nam cũng đã tiến hành là xếp lại cái việc mà để mà tranh chấp, để mà xác định cái biên giới rồi mà tiến hành hợp tác trước, bởi vì trong giữa cái vùng giao thoa đó đó có một cái giếng dầu. Và trong hơn 20 năm qua thì giữa Việt Nam và Mã Lai cũng đã khai thác và nó rất là hiệu quả trong cái thời điểm vừa qua, và tạo ra rất là nhiều của cải cho cả hai nước và tạo ra cái sự hài lòng về cái hợp tác làm ăn này. Tuy nhiên ở phía Trung Quốc á, thì chúng ta không có một cái đường giao thoa nào trên biển ở vùng phía Nam hết, bởi vì căn cứ theo cái luật biển thì giữa Việt Nam và Trung Quốc chỉ có cái vùng ở Vịnh Bắc Bộ, tức là xung quanh cái đảo Hải Nam đi ra cái vùng mà gọi là đặc quyền kinh tế, nó đi ra 200 hải lý á, thì nó lại trùng với cái phía Việt Nam, là từ ở trong những cái bờ như là Hải Phòng các thứ đi ra thì nó lại trùng, và cái điểm là điểm giao thoa, cho nên là thành ra mới xác định cái đường biên giới thôi. Còn ở phía Nam này á, là phía Trung Quốc không có. Mà sau này khi về phía Trung Quốc là đưa ra cái đường lưỡi bò, như đưa ra những cái tuyên bố mà cái đường chính đoạn đó một cách hết sức là vô lý, thì họ mới đặt cái vấn đề là tất cả các cái vùng biển, gần như là 85% cái vùng biển á, đông á, là của họ hết. Thì cái thể hiện cái thái độ ngang ngược đó là những cái lời tuyên bố ngay từ đầu của Trung Quốc á, đã bị các nước trong cái khu vực này người ta lên án phản đối. Và thậm chí là trong cái thời gian vừa qua chúng ta thấy năm cách đây 2-3 năm thì phía bên Philippines người ta cũng đã có một cái vụ kiện ra tòa án quốc tế, và khi đó đã có một cái phán quyết
là tuyên bố cái đường lưỡi bò đó nó không có đúng, và những cái yêu sách của phía Trung Quốc đặt ra nó có những cái nó không có dựa đến cơ sở. Sự căng thẳng nó leo thang là tính từ hồi tháng 5 tới nay, tức là thời điểm mà Việt Nam đã hợp tác với một cái công ty của Nga, rồi sau đó cái công ty lại ký hợp đồng với công ty của Nhật để mà tiến hành hạ đặt một cái giàn khoan. Và trong thời gian vừa qua chúng ta thấy là cái giàn khoan gọi là sao vàng Đại Nguyệt gì đó mà đã hạ là coi như là thành công và đóng được những cái cột cuối cùng để mà định vị cái chân đế giàn khoan đó. Thì thật ra cái việc mà khai thác dầu khí ở ngoài khơi của Vũng Tàu á, thì chúng ta Việt Nam đã tiến hành là rất là nhiều năm rồi. Tức là ngay sau khi mà đất nước thống nhất thì Việt Nam đã tiến hành hợp tác với phía Liên Xô cũ và lập cái công ty gọi là Vietso Petro, đã thực hiện và hoạt động rất là nhiều năm để khai thác những dầu khí trong cái vùng mà đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Và ngay cái thời điểm đó thì phía Trung Quốc cũng chưa bao giờ có những cái tuyên bố gì. Và chúng ta biết là cái vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam này có rất là nhiều những cái giếng dầu, có những cái vùng đã được khoanh vùng và người ta định lượng được, nó có những cái trữ lượng trong đó. Và có thể khẳng định là cái vùng này là hoàn toàn là nằm trong cái phía Việt Nam, và phía Việt Nam hồi xưa tới nay là liên tục là chủ động trong cái việc khai thác cũng như là tiến hành là thăm dò dầu khí. Thì thời điểm hiện nay phía Trung Quốc có lẽ là họ ỷ vào cái sức mạnh quân sự của mình, ỷ vào cái việc mà họ đã đầu tư rất là mạnh mẽ vào cái hải quân cũng như là về cái vấn đề hàng hải. Và với sức mạnh cơ bắp đó thì phía Trung Quốc họ muốn là áp đặt lên phía Việt Nam và áp lực luôn đối với các đối tác ở phía Việt Nam và yêu cầu họ phải rút toàn bộ các cái dự án ra khỏi cái vùng biển này. Bởi vì họ nghĩ là họ sẽ thành công giống như là hai lần trước kia là họ đã thành công trên cái ExxonMobil của Mỹ, cũng như là đối với một cái công ty của Tây Ban Nha mà khi mà Việt Nam phải ngừng hai cái dự án đó. Tuy nhiên lần này ở phía Việt Nam có lẽ là thấy cương quyết hơn và những cái hạ đặt cái giàn khoan nó đã thành công. Có thể nói đây là một cái thử thách hết sức là lớn, có thể nói là lớn nhất cho Việt Nam tính tới thời điểm này từ phía Trung Quốc về cái việc mà bảo vệ quyền và chủ quyền của mình trên cái vùng đặc quyền kinh tế này. Và phía Việt Nam cũng chưa cho thấy là có một cái sự lùi bước nào trong cái lần này. Và hình như là người ta cũng đã có chuẩn bị trong những cái hợp đồng đối với cái đối tác, hình như là cũng đã lường trước được những cái hậu quả của nó, lường trước được cái việc mà sẽ đương đầu với phía Trung Quốc. Có thể nói là phải dùng cái từ là đương đầu, bởi vì cái việc mà Trung Quốc sách nhiễu là chắc chắn. Và trước đó chúng ta đã thấy có tiền lệ rồi và có những cái lùi bước, tuy nhiên lần này thì chưa thấy có một cái dấu hiệu nào khác. Thì có lẽ là một cái sự căng thẳng nó sẽ leo thang nữa và những cái động thái mới là cũng khó mà lường trước. Chúng ta biết rằng phía Trung Quốc liên tục là họ muốn ép Việt Nam để mà Việt Nam phải ngồi lại và hợp tác cũng như là cùng khai thác với họ, cùng làm ăn chung trên cái vùng biển này. Tuy nhiên phía Việt Nam đã rất là nhiều lần và cự tuyệt cái việc đó, cũng như là không đồng ý về cái việc mà cùng làm ăn, cùng hợp tác, cùng khai thác đối với phía Trung Quốc. Mặc dù trước đó cũng như là hiện thời Việt Nam có đang tiến hành khai thác chung với phía Malaysia. Bởi vì trước sau như một, cái phía Việt Nam cũng khẳng định là cái vùng này là vùng không có giao thoa, vùng này là phía Trung Quốc không có dính dáng gì hết. Cái đó là một cái thái độ phải nói là hết sức là dứt quán của phía Việt Nam, là không có chấp nhận cái phía Trung Quốc có cái hình bóng nào trong đây hết. Anh có thể mướn anh làm những cái chuyện khác nhưng mà không thể chấp nhận cho anh, không mướn anh làm cái việc này và không có ăn chia gì trong khu vực này hết. Thì phải nói đây là một cái thái độ cũng là thể hiện cái quyền chủ quyền của mình. Và đến thời điểm này á, thì có lẽ là sức ép đi nữa thì Việt Nam cũng đã chưa có bất cứ một sự thay đổi nào khác. Và nếu mà thời gian tới đó thì nhiều người đặt ra vấn đề là có thể là cái xung đột nó tăng cao lên, hoặc là có khi là phải nổ súng, hoặc là xảy ra những cái xung đột quân sự, hoặc là những cái va chạm lớn có thể xảy ra về cái sự tranh chấp nó cao hơn, thì xử lý như thế nào? Thì những cái việc đó là những cái việc mà nó chưa xảy ra thì cũng rất là khó mà phán đoán. Mà tuy nhiên trong cái điều kiện hiện nay thì cái việc làm ăn đó là trong cái khu vực này không phải là phía Việt Nam không, mà nó còn liên quan đến Nhật, rồi đến Mỹ, rồi đến Ấn Độ, rồi đến Nga. Cho nên là những cái tài sản trên đó không phải là tài sản của Việt Nam không, mà tài sản của tất cả những cái nước, những cái nhà đầu tư đó nữa. Và chúng ta nói biết rằng cái Việt Nam thì có những cái thời điểm là cái khai thác dầu khí của Việt Nam nó chiếm tỷ trọng đến 40% về cái GDP của Việt Nam, cái là tổng cái thu nhập của Việt Nam. Cho nên là đây là cái mạch máu và cái
cái nguồn sống có thể nói là rất là vững mạnh cho cái đất nước Việt Nam trong những cái thời điểm mà thậm chí hiện nay nó cũng đóng góp rất là nhiều trong cái ngân sách. Cho nên là cái việc để mà bị cái sức ép về kinh tế để mà nó mất đi cái nguồn này á, là cũng chẳng khác nào mà bị triệt tiêu cái nguồn sống của Việt Nam. Thì đây là một cái điều cũng có thể nói là có thể tấn công rồi về mặt mảng kinh tế rất là nặng. Cho nên là cái sự lùi bước là chắc chắn là không có rồi. Tuy nhiên cái sự đối đầu và cái sự căng thẳng á, thì nó như thế nào mới là quan trọng, và những cái đối sách á, trong thời gian tới ra sao á, thì mới là điều đáng nói. Thì chúng ta thấy là trong cái quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc thì liên tục là mềm mỏng và liên tục là dùng những cái từ ngữ hết sức là sáo ngữ, hết sức là mỹ miều để mà diễn tả về cái mối quan hệ gọi là đoàn kết, hữu nghị, thấm thiết này. Chúng ta thấy là như trước đây thì liên tục dùng cái phương châm gọi là 16 chữ vàng hoặc là 4 tốt. Tức nghĩa là cái gì mà ổn định lâu dài, hướng tới tương lai, rồi láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện. Hoặc là láng giềng tốt, rồi bạn bè tốt, đồng chí tốt và đối tác tốt. Trung Quốc là liên tục đưa ra ba cái yêu sách là gọi là 3-0 đó. Thì tức nghĩa là không có áp dụng cái UNCLOS năm 1982 mà khi đề cập đến các vấn đề của Trung Quốc về việc tranh chấp biển đảo trong cái khu vực này. Tức là họ coi cái pháp luật là cái công ước á, nó không có là cái gì hết. Và mặc dù họ có ký kết và tham gia cái điều ước của cái công ước này. Và cái nữa, cái thứ hai là phía Trung Quốc á, họ không có đồng ý cái việc mà tất cả các cái nước trong khu vực ASEAN này đi hợp tác làm ăn với những cái nước bên ngoài mà nếu không được sự đồng ý của ASEAN và của Trung Quốc. Và thứ ba là họ không muốn cho các cái nước trong ASEAN này đi hợp tác về quân sự cũng như là tập trận với những cái nước bên ngoài mà không được sự đồng ý của toàn bộ khối ASEAN cũng như là phía Trung Quốc. Đó là những cái yêu sách mà Trung Quốc muốn làm chủ, làm bá quyền trong cái khu vực này, làm anh cả để mà khống chế tất cả các cái đàn em trong khu vực ASEAN. Thì chúng ta thấy là Việt Nam vừa qua cũng đã tiến hành tập trận chung với phía Mỹ. Thì đây là một cái việc mà thể hiện là Việt Nam đã không chấp nhận theo những cái yêu sách của phía Trung Quốc. Tuy nhiên là cái ứng xử thì Việt Nam cũng hết sức là mềm mỏng và để bảo vệ cái chủ quyền của mình. Thì có lẽ vì những lý do này cho nên nhiều người họ lại nói rằng Việt Nam là có yếu đuối và không có cương quyết mạnh mẽ để mà đương đầu với phía Trung Quốc. Thì chúng ta xét một cái thực tế trong cái tương quan giữa Việt Nam với Trung Quốc. Thì trong thời điểm Việt Nam hiện nay á, thì có thể nói là Việt Nam cũng chưa phải là bị cái thiệt hại gì, ngoại trừ cái việc mà Trung Quốc chỉ đưa những cái tàu khảo sát rồi thăm dò, cũng như là họ nghiên cứu bên đây cái vùng biển này thôi. Và những cái tàu mà gọi là hộ tống đi theo đó, thậm chí ngay cả có cái tàu bán quân sự đi nữa, thậm chí là cái, những cái tàu quân sự của Trung Quốc mà chạy trong cái vùng biển mà gọi là đặc quyền kinh tế của Việt Nam đó, thì nếu mà họ không có gây nguy hại gì hết thì nó cũng là chuyện bình thường thôi. Thì Việt Nam cũng chỉ là cử những cái tàu gọi là cảnh sát biển để đi mà theo dõi, thậm chí là kè sát. Và có những cái thông tin thì phản ánh rằng giữa Việt Nam với Trung Quốc cũng có những cái việc mà va chạm như là vòi rồng xịt cho nhau, hoặc là có những cái lúc thì những chiếc tàu nó chạy sát bên nhau hoặc là va chạm nhẹ với nhau. Thì đó là những cái chuyện trong cái hàng hải để mà tranh chấp thì nó cũng thường xảy ra và nó cũng chỉ dừng ở mức độ đó thôi. Thì phía Việt Nam cũng phải chấp nhận và đương đầu với những cái việc làm đó của phía Trung Quốc. Thì thời gian vừa qua chúng ta thấy phía Việt Nam cũng đã có những cái phản đối từ ở cấp các cấp độ khác nhau, là ít nhất là 3 lần của phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Việt Nam và cấp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam ở diễn đàn quốc tế, cũng như là ở cấp cao hơn là ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã có tuyên bố. Tuy nhiên ở cấp độ nguyên thủ quốc gia hoặc là những cái biện pháp gọi là hòa bình khác thì còn nhiều cái biện pháp khác nữa, nhưng mà Việt Nam cũng chưa tận dụng. Thậm chí là cái mức cao hơn nữa là vấn đề mà kiện tụng ra tòa án quốc tế. Thì đó là cũng một trong những biện pháp được lựa chọn. Trong cái lời phát ngôn của ông Cảnh Sản thấy lộ ra một cái điều là nói rằng Việt Nam vi phạm cái DOC, tức là một cái thỏa thuận về cái cung cách ứng xử trên Biển Đông, mà cái này là chỉ thực hiện song phương thôi, giữa Việt Nam với Trung Quốc chứ không phải giữa Trung Quốc với khối ASEAN. Thì khối ASEAN trước giờ là mong muốn có một cái DOC để mà thực hiện chung giữa Trung Quốc với khối ASEAN về toàn bộ trên cái vùng Biển Đông. Tuy nhiên Trung Quốc nhiều lần hứa hẹn nhưng mà họ không có thực hiện, không có chịu ngồi xuống để mà đàm phán, cũng như là không chấp nhận những cái điều khoản, những cái nguyên tắc để mà đưa ra trong cái việc này.
bởi vì họ là ỷ là trong có cái sức mạnh và có cái tiếng nói lớn, cho nên thành ra họ muốn cứ kéo dài nó ra như thế và thể hiện cái sức mạnh cơ bắp để mà khống chế toàn bộ khu vực. Thì chúng ta không biết cái DOC hoặc là cái thỏa thuận giữa Việt Nam với Trung Quốc là như thế nào. Tuy nhiên ông cảnh sản thì nói rằng Việt Nam vi phạm những cái quy định trong cái thỏa thuận đó về cái việc mà chỉ đạo mà giải quyết về vấn đề Biển Đông. Thì Việt Nam đã tiến hành tự ý khai thác mà không hỏi ý kiến Trung Quốc trong cái vụ việc này. Thì đối với cái dư luận quốc tế thì sao? Thì trong cái dư luận quốc tế thì Việt Nam là tranh thủ được rất là nhiều. Mà cái người lớn tiếng mà phát ngôn nhiều lần nhất á, là ít là 3 lần đó là phía bên Mỹ. Và ở những cái cấp độ khác nhau thì tuyên bố và lên án về cái việc mà Trung Quốc đã có những hành động sách nhiễu đối với phía Việt Nam. Và gần đây là Việt Nam có tranh thủ được những cái nước của châu Âu cũng như là nước Úc về cái việc mà ủng hộ phía Việt Nam trong cái việc mà lên tiếng này. Vậy thì chúng ta thấy giữa Việt Nam thì tuyên bố là cái phần đó thì căn cứ theo cái luật biển thì là của mình. Rồi cái Trung Quốc thì họ nói là họ cũng căn cứ theo cái luật biển thì cái vùng đó cũng của họ, bởi vì họ cho rằng cái quần đảo Trường Sa là của mình, của chính họ. Cho nên thành ra đó thì hai bên mà tranh chấp với nhau về một cái khu vực mà lại không có một cái người giải quyết thì vậy thì ai cũng nói ai đúng hết thì phải như thế nào? Và nếu mà tình hình căng thẳng quá và xảy ra những cái xung đột mà lớn hơn nữa thì sẽ gây ra cái bất ổn trong cái khu vực này, là những cái điều mà những cái nước lớn á, những cái người đang có cái quyền lợi mà trên cái vùng biển này họ không có mong muốn cái điều đó. Cụ thể như là phía Mỹ thì chúng ta biết là trong cái khu vực biển này nó có cái lưu lượng về cái hàng hóa rất là lớn và hàng năm có thể lên đến 5.000 tỷ, cho nên là nước Mỹ là cái nước mà họ sợ gây ra bất ổn nhất trong cái khu vực này. Và mọi cái tranh chấp trong cái khu vực này á, là nước Mỹ á, là lúc nào cũng muốn có một cái vai trò để mà ổn định cái trật tự. Tuy nhiên những cái vấn đề đặt ra là phía Mỹ sẽ đứng về một bên để mà ủng hộ về mặt quân sự hoặc là trợ giúp về mặt sức mạnh để mà bảo vệ cái nước một bên nào đó để mà chống lại nước kia, thì đó là một cái điều có thể nói là gần như không xảy ra. Và nước Mỹ hoặc là những cái lực lượng khác họ chỉ mong muốn là bảo vệ cái vùng này về cái vấn đề lưu thông hàng hải thôi. Còn những cái việc mà tranh chấp mà có thể là xảy ra những cái xung đột quá, thậm chí là quân sự hoặc là chiếm lấy những cái biển đảo của nhau, có khi họ cũng không có ra tay. Bởi chúng ta thấy thực tế là trước đây như cái bãi cạn Scarborough khi mà Trung Quốc chiếm lấy của Philippines thì nước Mỹ cũng đâu có lên tiếng. Ngay thời điểm đó nước Mỹ cũng không có sử dụng quân lực để mà giúp cho Philippines lấy lại cái phần đất đó. Cho nên là những cái ý kiến cho rằng là phải hợp tác với Mỹ hoặc là phải dựa vào Mỹ để mà bảo vệ cho Việt Nam hoặc là tấn công Trung Quốc để mà giành lấy cái công đạo trong khu vực này á, là một cái điều phải nói là nó không dựa trên một cái thực tế. Và Việt Nam phải bảo vệ cái quyền lợi của mình bằng những biện pháp rất là riêng của mình. Và theo những cái đường hướng mà trước giờ Việt Nam đi á, thì gần như là thấy Việt Nam đang chủ động. Thì phía Trung Quốc đã làm ra cái bộ mặt của mình hết sức là xấu xí trong cái dư luận quốc tế, bởi vì Việt Nam đã lên án Trung Quốc trong những cái diễn đàn quốc tế. Và tới đây nếu mà Trung Quốc không dừng lại thì Việt Nam với tư cách là chủ tịch ASEAN khi mà 1 tháng Giêng năm 2020 bắt đầu, cũng như là Việt Nam sẽ làm ủy viên mà gọi là không thường trực á, của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, cũng có cái điều kiện để mà Việt Nam tố cáo cũng như là vạch trần ra thêm cái việc làm sai trái của Trung Quốc trong cái các cái diễn đàn quốc tế, thậm chí là đưa ra trong cái Liên Hiệp Quốc luôn nữa. Và Việt Nam cũng có thể là thông báo đến các thành viên của Liên Hiệp Quốc về cái việc làm của Trung Quốc để tạo ra một cái dư luận lớn. Và cái điều cuối cùng là Việt Nam cũng có thể khởi kiện Trung Quốc ra cái tòa án quốc tế. Tuy nhiên có một cái chiến lược rất là lớn của Việt Nam trong cái việc mà đấu tranh hồi xưa tới giờ á, là vừa đánh vừa đàm. Cho nên là cái việc mà thương lượng thì thương lượng, đấu tranh thì đấu tranh, nhưng mà người ta vẫn tiến hành khai thác, vẫn hạ đặt giàn khoan và vẫn hợp tác với các cái nước. Và nếu như họ không có thay đổi gì thì Việt Nam vẫn thu hoạch trên cái phần đất này. Còn cái việc mà họ sách nhiễu thì sách nhiễu, đấu tranh vẫn sách đấu tranh. Tuy nhiên làm thì vẫn làm. Đó là một cái chính sách mà nó khoa học và nó mang tới chất thực tế và nó đạt hiệu quả nữa. Có một cái thực tế không thể chối cãi là chúng ta thấy giữa Việt Nam với Trung Quốc thì Trung Quốc ngày càng một ngang ngược hơn, một ngày càng tỏ ra một cái thái độ là bành trướng. Thì đó là một cái điều không thể chối cãi được.
và họ lúc nào cũng mong muốn chiếm lấy cái lãnh thổ của Việt Nam, muốn chiếm lấy cái vùng biển của Việt Nam mà theo cái kiểu gặm nhấm từ từ. Chúng ta thấy là trước đây khi mà Việt Sô Petro mà tiến hành trong cái khu vực biển gọi là vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam thì chưa bao giờ Trung Quốc dám hó hé gì hết. Tuy nhiên lần lượt sau này thì họ họ ép Việt Nam là khi phải rút cái này bãi cái kia, rồi họ lấn chiếm cái này, họ giành lấy những cái ưu thế trong cái vùng biển này. Ngày một á, là theo cái kiểu mà tầm ăn lá dâu á, họ đi từng bước từng bước từng bước, và họ muốn tạo ra cái sức ép đó. Và thời gian trước đây thì họ áp lực lên cái vùng biển này bằng cách là tuyên bố và ban hành các cái quy định về cấm đánh bắt, cấm khai thác trong một cái thời gian là trong mấy tháng gì đó, rồi họ ruồng bắt hoặc là làm cái áp lực lên những cái tàu bè mà đánh bắt của Việt Nam, những cái tàu đánh cá của Việt Nam. Thì đây là những cái điều mà là nằm trong cái chiến lược quân sự của Trung Quốc, chiến lược mà áp đảo của Trung Quốc. Mà cái điều này cũng đặt lên cái dấu hỏi là giữa quan hệ Việt Nam với Trung Quốc á, theo 16 chữ vàng, theo bốn tốt á, nó còn phù hợp nữa hay không, và những cái đánh giá như thế nào trong cái quan hệ Trung Quốc. Đó là cái điều mà nhiều người dân người ta cũng muốn biết, và người ta muốn khẳng định lại là cái vị thế của Trung Quốc là như thế nào, và đó có phải là một người bạn tốt hay không, và nếu như nó là một cái kẻ thù hay là một cái người mà nguy hiểm thì cũng phải khuyến cáo để mà nhiều người họ biết, để mà họ sẵn sàng, bởi mà khi xảy ra một cái sự việc gì đó mà cần có đối đầu nặng nề hơn thì người ta cũng phải có cái ý chí rồi, người ta có một cái sự nung nấu gì đó rồi, cho nên cái việc làm nó mang nó chất nó hữu hiệu hơn. Chứ còn nếu như mà mơ hồ hoặc là có không xét đúng, không đánh giá đúng cái tính chất nguy hiểm của nó thì cũng là hết sức nguy hại và tạo ra nhiều cái sự hoài nghi. Có thể nói Trung Quốc là đang áp lực cái Việt Nam rất là mạnh trong thời điểm này, và cái điều họ muốn thấy nhất là cái việc liên doanh giữa cái tập đoàn dầu khí Việt Nam và cái tập đoàn Rosneft của Nga là phải rút toàn bộ ra khỏi cái khu vực bãi thứ chín. Mà ngay thời điểm này thì cái dự án này và cái sự liên danh này lại mướn một cái Nhật Bản để mà khoan mở rộng trong cái khu lô mà 6.01 ở vùng bãi thứ chín. Cho nên cái vùng này bây giờ là đang là đa quốc gia, rất là nhiều quốc gia để mà thực hiện trong cái dự án này. Cho nên cái việc mà áp lực của Trung Quốc có thể nói là sẽ thất bại. Và nếu như các bên đã có một cái hợp đồng chặt chẽ rồi và có những cái cam kết và sẽ thực hiện đến cùng cái dự án thì Trung Quốc cũng hết sức là khó khăn. Và chúng ta cũng phải chờ đón những cái động thái tới đây của Trung Quốc sẽ như thế nào, và cái cách bảo vệ của Việt Nam cũng như là những cái nước liên quan trong cái dự án này ra làm sao. Và đây có thể nói là một cột mốc khác để mà thể hiện cái chủ quyền của mình, và nó mở ra một cái bước ngoặt và để đẩy lùi cái thái độ hung hãn của Trung Quốc, và hay là chúng ta phải thỏa hiệp và chấp nhận, thì đó là một cái dấu hỏi rất là lớn mà trong thời gian tới thì chúng ta phải chờ đợi coi cái cách xử lý như thế nào. Nhiều cái ý kiến của những cái nhà nghiên cứu và chuyên môn thì họ cho rằng Việt Nam chưa bao giờ lợi thế như lúc này. Việt Nam chưa bao giờ có cái sức mạnh về ngoại giao cũng như là về cái thông tin to lớn như hiện nay, và cái lý lẽ, cái đạo lý, cái lẽ phải đó, cái luật pháp đó, đang nằm bên phía Việt Nam. Và Việt Nam không có lý do gì, không có cái việc gì phải và nhượng bộ hoặc là lùi bước trong cái việc đó. Cho nên là chúng ta cũng tin tưởng rằng cái thử thách này là sẽ vượt qua, và chúng ta là những người Việt Nam cho nên chúng ta cần phải quan tâm đến cái vấn đề này, bởi vì đây là một vấn đề có thể nói là nóng nhất trong thời điểm hiện nay. Nó mang tới chất sống còn về mặt kinh tế. Nếu như mà tạo ra một sự sức ép để mà Việt Nam không thể khai thác cái tài nguyên trên cái vùng đất của ông cha thì đó là một điều không thể nào chấp nhận được. Và những cái sự nhượng bộ thì nó cũng đồng nghĩa với cái việc là mất cái chủ quyền, là mất quyền chủ quyền trên cái lãnh thổ của mình. Thì nói tóm lại với cái việc là vẽ cái đường lưỡi bò chín đoạn hết sức vô lý đó, thì phía Trung Quốc mà đòi hỏi hoặc là yêu sách về cái quyền chủ quyền lên cái vùng như là vùng bãi thứ chín thì không có gì lạ. Và hiện nay thì họ cũng chỉ mới dừng lại cái chỗ là đưa ra những cái lời tuyên bố thôi, hoặc là đặt ra những cái yêu cầu, hoặc là những cái lời giống như là đe dọa cấm đoán là Việt Nam không được thực hiện cái đó, hoặc là rút khỏi những cái vùng này vùng kia thôi. Thì những cái việc, những cái tuyên bố như thế đó, thì phía Trung Quốc cũng đã từng có nhiều lần làm như vậy rồi, chứ không phải là đây là lần đầu tiên. Tuy nhiên những cái căng thẳng hiện nay là có, và những cái dấu hiệu để mà leo thang những cái căng thẳng đó cũng có.
Và chúng ta là những người Việt Nam thì chúng ta cần nên có những cái thái độ cũng như là tạo ra một cái sự đoàn kết. Và những cái người Việt Nam ở nước ngoài chúng ta thấy là gian vừa qua là có những cái hoạt động biểu tình hoặc là phản đối gây Trung Quốc đối trước các cái đại sứ quán của họ ở nhiều nơi khác nhau. Thì đây cũng là một cái đóng góp của người Việt Nam để mà tố cáo cái hành vi của Trung Quốc ra thế giới. Và chúng ta phải nhớ rằng cái việc bảo vệ biển đảo là trách nhiệm chung của tất cả của người dân Việt Nam chứ không phải của riêng một ai. Và chúng ta tin tưởng rằng cái toàn vẹn lãnh thổ và lãnh hải của Việt Nam đó là một cái điều thiêng liêng và không thể nào làm khác được. Và cũng tin rằng cái đất mẹ Việt Nam sẽ không bị bất cứ một cái cường quốc nào khác xâm phạm một lần nữa, dù ít hay nhiều. Và đó là ý kiến của tôi. Và xin cảm ơn quý vị.